từ bàn tay xưa bị lòng gió vun chân cầu thì bùn sâu dưới trời mưa phùn và đôi vai xưa kéo gầy anh cho rồi. Tiếp tục là một bộ karaoke gia đình cho bác khách ở Đông Anh anh em nhé. Hiện tại em đang có mặt tại Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội. Đây, lắp một bộ combo karaoke giải trí gia đình. Tầm này là sắp đến Euro rồi anh em nhé. Có bộ loa bật xem bóng đá này hết lực chấm luôn. Đấy. Vừa xem bóng đá vừa nghe nhạc và hát karaoke đúng không? Đấy, bác thì cũng đã qua bên em test thực tế rồi, cũng tham khảo rất là nhiều. Cuối cùng khi mà nghe bộ này xong thì chốt luôn. Set này là một cái set đồng bộ của DB Autic rất là quen thuộc với cái cặp loa mà em rất là thích các anh nhé, LX S32 G2, tiếng cực kỳ hay luôn. Cái loa này nó sẽ thiên về kiểu là chất âm rất là mềm mại và lắp những cái phòng nhỏ thì nó khá là hợp, nó không bị gắt, tiếng chép nó không bị gọi là quá. Đây, nguyên đai nguyên kiện cho các bác luôn. Đây là con súp bắt 30. Các bác đầu tư bộ này khoảng tầm chưa đến 40 triệu có ngay một bộ hát ngon ảnh luôn, hàng mới luôn. Chưa, đây là không gian của bác này. Thật ra thì cái phòng này tính ra nó khoảng tầm chưa đến 20m thôi, nhưng mà là không gian mở đằng trước đằng sau, nó không phải là phòng kín các bác nhá. Và trần cũng khá là cao. Những cái trần này nếu mà treo loa lên trên thì nó sẽ hơi bị hụt, nên là em tư vấn bác dùng chân loa luôn, hai góc trần nó khá là cao. Nếu mà trần mà lý tưởng cho loa nó khoảng tầm 2m8, khoảng tầm hơn 3m một chút thôi. Trần này cao bao nhiêu mét anh nhỉ? Gần 4m, khá là cao. Đây. À, anh Hùng ơi, tháo mấy cái ấy ra, tháo ra mấy dây điều tủ đây này. Đây, đây bác bắt này cho chắc, tháo ra. Ok, đây là rượu vua mèo ấy. Vua mèo nó khác táo mèo à? Khác táo mèo. À, uống có say không anh? Uống bây giờ tôi quay thì mất đi. Thế phải nói anh chưa dám uống say bao giờ. Anh chưa thử dám say bao giờ. Thế hóa ra chị không cho uống say. Ok, đập hộp luôn. Nhạc to tí em. Đây, đã setup xong các bạn nha. Mà một cái là cái TV Xiaomi này nó không có cổng quang. Quên hỏi anh trước thì là tao phải hát tạm bằng cổng AV. Mời các bác lắng nghe chất âm. Những con đường chạy dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp thật làm sao, tình cây và đất đem đến môi xanh mạch sống cho đời. Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em, cho lứa đôi kết anh mong ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất, em là cây, vinh luôn cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Chị cười đây.
Anh chị bán tôm nhập khẩu anh em nhé. Và cả nhập nội nữa. Từ bàn tay xưa mấy dòng gió vâng, chân cầu thì sâu dưới trời mưa phùn. Và đôi vai xưa kéo cầy anh cho vì không có đất thì được đã mất. Cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cầy hát gần đảm bảo các bác không u zít nhá, và tiếng mic nó tươi. Bàn tay chia sẻ đâu, bàn tay biến biến sắp xếp phút giây sơn những bàn.